Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán 6 sách kết nối tri thức bài 12 bội chung nhỏ nhất tiết 1 để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán 6. Các em có thể tham gia nhóm Zalo toán 6 sách kết nối tri thức bằng cách là mở Zalo, bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Rồi, trước hết là chúng ta có bài toán mở đầu. Mai cần mua đĩa giấy, cốc giấy để chuẩn bị cho một bữa tiệc sinh nhật. Đĩa và cốc được đóng thành từng gói với số lượng mỗi loại khác nhau. Gói 4 cây đĩa và gói 6 cây cốc. Cửa hàng chỉ bán từng gói mà không bán lẻ. Mai muốn mua số đĩa và số cốc bằng nhau thì phải mua ít nhất bao nhiêu gói mỗi loại? Chúng ta biết là cửa hàng chỉ bán từng gói mà không bán lẻ. Mà Mai muốn mua số đĩa và số cốc bằng nhau. Thì chúng ta sẽ gọi số đĩa hay số cốc là x. Vì số đĩa và số cốc cho nên x phải thuộc tập hợp các số tự nhiên khác không. Tức là x phải thuộc tập n sao. Theo bài ra ta có x là số cái đĩa thì x phải chia hết cho số đĩa của một gói, tức là x phải chia hết cho 4. X cũng là số cây cốc, như vậy x phải chia hết cho số cây cốc của một gói, tức là x phải chia hết cho 6. X chia hết cho 4 thì x chính là bội của 4. X chia hết cho 6 thì x cũng là bội của 6. Vậy ta suy ra x thuộc bội chung của 4 và 6. Ở đây người ta hỏi là phải mua ít nhất bao nhiêu gói mỗi loại. Số gói ít nhất thì số cái đĩa, số cái cốc cũng phải là ít nhất. Hay nói cách khác là x là nhỏ nhất. X là bội chung của 4 và 6 và x là nhỏ nhất. Thì ta suy ra x chính là bội chung nhỏ nhất của 4 và 6. Vậy muốn tìm bội chung nhỏ nhất của 4 và 6 chúng ta làm thế nào? Các em cùng vào phần nội dung chính của bài hôm nay. Phần 1. Bội chung và bội chung nhỏ nhất. Bội chung và bội chung nhỏ nhất của 2 hay nhiều số. Phần hoạt động 1, tìm các tập hợp bội của 6, bội của 9. Trước hết là các em tìm tập hợp bội của 6. Bội của 6 thì các em lấy 6 nhân với 0, 1, 2, 3, vân vân. 6 nhân 0 bằng 0, 6 nhân 1 bằng 6, 6 nhân 2 bằng 12, 6 nhân 3 bằng 18, 6 nhân 4 bằng 24. 6 x 5 bằng 30, 6 x 6 bằng 36, 6 x 7 bằng 42, 6 x 8 bằng 48, 6 x 9 bằng 54. Như vậy là bội của 6 có vô số, cho nên chúng ta chỉ cần liệt kê ra một số bội đại diện thôi và các em thể hiện bằng dấu 3 chấm. Tương tự các em có thể liệt kê ra các bội của 9. 9 x 0 bằng 0, 9 x 1 bằng 9, 9 x 2 18, 9 x 3 27, 9 x 4 36, 9 x 5 45, 9 x 6 54 và các em cũng thể hiện bằng dấu 3 chấm. Phần hoạt động 2. Chúng ta ký hiệu bội chung của 6 và 9 là như thế này. B, C viết in, mở ngoặc 6, phẩy, cách ra, 9, đóng ngoặc. Bây giờ các em viết tập hợp bội chung của 6 và 9. Bội chung của 6 và 9 tức là những số vừa là bội của 6 vừa là bội của 9. Rồi quan sát,
tập hợp các bội của 6, tập hợp các bội của 9 thì chúng ta dễ dàng nhận ra bội chung của 6 và 9. Ở trên có 0, ở dưới có 0. Ở trên có 18, ở dưới có 18. Ở trên có 36, ở dưới có 36. Ở trên có 54, ở dưới có 54. Và các em cũng thể hiện bằng dấu ba chấm. Tức là bội chung của 6 và 9 là có vô số. Các em chỉ cần liệt kê ra một số bội chung đại diện thôi. Như vậy bội chung của 6 và 9 là 0, 18, 36, 54 vân vân. Tiếp theo là các em sang phần hoạt động 3, tìm số nhỏ nhất khác 0 trong tập bội chung của 6 và 9. À, trong tập bội chung của 6 và 9, số nhỏ nhất nhưng khác 0 đó là số 18. Số nhỏ nhất khác 0 trong tập bội chung của 6 và 9 là 18. Thì cái số 18 này người ta gọi là bội chung nhỏ nhất của 6 và 9. 18 gọi là bội chung nhỏ nhất và ta ký hiệu như này. Bội chung nhỏ nhất của 6 và 9. Ta viết là bội chung nhỏ nhất của 6 và 9 bằng 18. Được chưa? Ở đây các em lưu ý là bội chung nhỏ nhất của 2 hay nhiều số thì nó phải là số khác 0. Các em nhớ nha, nó phải là số khác 0. Số nhỏ nhất trong tập hợp bội chung của 2 hay nhiều số nhưng phải là số khác 0. Rồi như vậy là các em chỉ cần hiểu là bội chung của 2 hay nhiều số là bội của tất cả các số đó. Bội chung nhỏ nhất của 2 hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó. Ta ký hiệu bội chung của hai số A và B như này. Là tập hợp các bội chung của A và B. Bội chung nhỏ nhất của A và B là bội chung nhỏ nhất của hai số A và B. Và chú ý ta chỉ xét bội chung của các số khác không. Để cụ thể các em vào phần ví dụ 1, tìm bội chung và bội chung nhỏ nhất của 4 và 6. Rồi trước hết là các em liệt kê ra các số là bội của 4 đã. 40 là 0, 41 là 4, 42 là 8, 43 12, 44 16, 45 20, 46 24, 47 28, 48 32. Rồi bội của 4 có vô số. Các em chỉ cần liệt kê ra một số số đại diện thôi và các em thể hiện bằng dấu ba chấm. Tiếp theo là các em liệt kê ra các số là bội của 6. 60 là 0, 61 là 6, 62 12, 63 18, 64 24, 65 30, 66 36 vân vân. Đến đây thì các em dễ dàng tìm được bội chung của 4 và 6. Ở trên có 0, ở dưới có 0. Ở trên có 12, ở dưới có 12. Ở trên có 24, ở dưới có 24 vân vân. Bội chung của 4 và 6 cũng có vô số. Chúng ta cũng chỉ cần liệt kê ra một số phần tử đại diện thôi. Trong các bội chung của 4 và 6 thì các em chọn ra một số nhỏ nhất khác 0. Đó chính là số 12. Thì 12 nó chính là bội chung nhỏ nhất của 4 và 6. Bội chung nhỏ nhất của 4 và 6 bằng 12. Các em nhớ nha. Bội chung nhỏ nhất của 2 hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó. Nếu x thuộc bội chung của A và B, x thuộc bội chung của A và B thì x phải chia hết cho số A và x phải chia hết cho số B. Mở rộng ra, nếu x thuộc bội chung của 3 số A, B và C thì x phải chia hết cho số A, x phải chia hết cho số B và x cũng phải chia hết cho số C. Chúng ta quay trở lại bài toán phần mở đầu. Mai cần mua đĩa giấy, cốc giấy để chuẩn bị cho một bữa tiệc sinh nhật. Đĩa và cốc được đóng thành từng gói với số lượng mỗi loại khác nhau. Gói 4 cây đĩa và gói 6 cây cốc. Cửa hàng chỉ bán từng gói mà không bán lẻ. Mai muốn mua số đĩa và số cốc bằng nhau thì phải mua ít nhất bao nhiêu gói mỗi loại. Rồi như thầy giáo phân tích ở phần mở đầu.
Chúng ta gọi số đĩa hay số cốc là x và x phải thuộc tập hợp n sao. Để mua số cây cốc và số cây đĩa bằng nhau thì x phải chia hết cho 4 và x phải chia hết cho 6. Mỗi gói có 4 cây đĩa. Như vậy số cây đĩa cần mua phải chia hết cho 4. Mỗi gói có 6 cây cốc. Như vậy số cây cốc cần mua phải chia hết cho 6. Hay là x thuộc bội chung của 4 và 6. Để mua ít nhất thì x phải là bội chung nhỏ nhất của 4 và 6. Mà bội chung nhỏ nhất của 4 và 6 thì chúng ta vừa tìm được ở phần trên là bằng 12. Rồi từ đây các em dễ dàng tính được là Mai mua ít nhất số gói đĩa là Mai mua 12 cây đĩa, mỗi gói 4 cái thì Mai phải mua 12 chia 4 bằng 3 gói. Mai mua ít nhất số gói cốc là 12 cây cốc mà mỗi gói 6 cây cốc thì Mai phải mua 12 chia 6 bằng 2 gói. Đến đây các em kết luận là Mai có thể mua ít nhất 12 cái mỗi loại hay là mua 3 gói đĩa và 2 gói cốc. Tiếp theo là các em sang phần tìm bội chung nhỏ nhất trong trường hợp đặc biệt. Ví dụ chúng ta tìm bội chung nhỏ nhất của hai số 7 và 21. Cách 1 là các em liệt kê ra bội của 7. 7 x 0 bằng 0, 7 x 1 bằng 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, vân vân. Tiếp theo là các em liệt kê ra các bội của số 21. 21 x 0 bằng 0, 21 x 1 bằng 21, 21 x 2 bằng 42. Đến đây thì các em dễ dàng tìm được bội chung của 7 và 21 là ở trên có 0, ở dưới có 0, ở trên có 21, ở dưới có 21, ở trên có 42, ở dưới có 42, vân vân. Rồi, trong các bội chung của 7 và 21 thì số nhỏ nhất khác 0 chính là số 21. Vậy bội chung nhỏ nhất của 7 và 21 là 21. Các em viết như thế này. Rồi cách 2, chúng ta có nhận xét là số 21 nó chia hết cho 7 và số 21 cũng chia hết cho chính nó. Vì 21 chia hết cho 7 cho nên bội chung nhỏ nhất của 7 và 21 chính là số 21. Rồi đến đây chúng ta có nhận xét trong các số đã cho, nếu số lớn nhất là bội của các số còn lại thì bội chung nhỏ nhất của các số đã cho chính là số lớn nhất đó. Cụ thể, nếu số A chia hết cho số B thì bội chung nhỏ nhất của hai số A và B chính là số A. Rồi thầy giáo lấy ví dụ trong các số 4, 8 và 24 thì số 24 nó chia hết cho hai số còn lại. Như vậy bội chung nhỏ nhất của 4, 8 và 24 chính là số 24. Mọi số tự nhiên đều là bội của 1. Vì vậy, bội chung nhỏ nhất của A và 1 thì chính là số A. Tương tự bội chung nhỏ nhất của A, B và 1. Vì A chia hết cho 1, B chia hết cho 1. Cho nên muốn tìm bội chung nhỏ nhất của A, B và 1 thì chúng ta chỉ cần tìm bội chung nhỏ nhất của hai số A và B. Tiếp theo là các em tìm bội chung nhỏ nhất của 36 và 9. Vì 36 chia hết cho 9 cho nên bội chung nhỏ nhất của hai số này chính là số 36. Phần luyện tập 1, tìm bội chung nhỏ nhất của A 6 và 8. Trước hết là các em liệt kê ra các bội của 6. 60 là 0, 61 là 6, 62 12. 63 18, 64 24, 65 30, 66 36, 67 42, 68 48, vân vân. Tiếp theo là các em liệt kê ra các bội của 8. 80 là 0, 81 là 8,
8216, 8324, 8432, 8540, 8648, vân vân. Rồi từ đó các em dễ dàng tìm được bội chung của 6 và 8. Ở trên có 0, ở dưới có 0. Ở trên có 24, ở dưới có 24. Ở trên có 48, ở dưới có 48. Rồi các em thể hiện dấu ba chấm, tức là có vô số bội chung của 6 và 8. Thì trong các bội chung này, số nhỏ nhất khác 0 chính là số 24. Do đó bội chung nhỏ nhất của 6 và 8 chính là số 24. Và câu B, các em tìm bội chung nhỏ nhất của 8, 9 và 72. Trong 3 số này chúng ta nhận thấy số 72 nó chia hết cho 2 số còn lại. 72 chia hết cho 8, 72 chia hết cho 9. Thì bội chung nhỏ nhất của 3 số này chính là số 72. Tiếp theo là các em sang phần vận dụng. Có 2 chiếc máy A và B, lịch bảo dưỡng định kỳ đối với máy A là 6 tháng và đối với máy B là 9 tháng. Hai máy vừa cùng được bảo dưỡng vào tháng 5, hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng nữa thì hai máy lại được bảo dưỡng trong cùng một tháng. Rồi để thuận tiện thì chúng ta sẽ gọi x là số tháng cần tìm. X là số tháng thì x phải là số tự nhiên khác 0. X phải thuộc tập n sao. Máy A bảo dưỡng 6 tháng một lần thì cái số tháng này nó phải chia hết cho 6. Máy B bảo dưỡng 9 tháng một lần thì cái số tháng này nó cũng phải chia hết cho 9. Như vậy ta suy ra x chính là bội chung của 6 và 9. Người ta hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng nữa thì x phải là bội chung nhỏ nhất của 6 và 9. Muốn tìm số tháng ít nhất thì chúng ta phải tìm bội chung nhỏ nhất của 6 và 9. Như vậy theo bài ra ta có x bằng bội chung nhỏ nhất của 6 và 9. Rồi trước hết là các em liệt kê ra các bội của 6. Tiếp theo là các em liệt kê ra các số là bội của 9. Rồi, các em liệt kê ra bội chung của 6 và 9. Ở trên có 0, ở dưới có 0. Ở trên có 18, ở dưới có 18. Ở trên có 36, ở dưới có 36. Trong các số là bội chung của 6 và 9 thì số nhỏ nhất khác 0 chính là số 18. Do đó bội chung nhỏ nhất của 6 và 9 chính là số 18, hay là x bằng 18. Vậy sau ít nhất 18 tháng nữa thì hai máy lại được bảo dưỡng trong cùng một tháng. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc học tốt.